Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Qua Chủ nhật tôi cũng đi chợ, đi lần này mình chuyển hướng, mình đi chợ, mình đi sưu tầm, mình mua lan rừng các bạn. Các bạn thân mến, thì tự nhiên cái phát sinh như lúc này phát cho lan mà tôi lại máu lan rừng hơn, phái mấy em sư nữ. Thì lúc trước hôm đầu mùa mấy tháng trước đó, mình sưu tầm thì cái lan nó chưa có vô mùa, thành ra cái lan nó còn mắc. Và đồng thời tôi mua ở online, mình mua ở Ninh Thuận, Bình Thuận đó. Thì đương nhiên thì khi mà lan mà các bạn mà mua online thì những cái mẫu lan nó về, tuy rằng mình thấy người ta cũng chia sẻ với mình rất là tận tình rồi, nhưng mà khi mà về đến mình thì đôi lúc mình cũng không ưng ý các bạn ha. Thì nếu mà có điều kiện thì các bạn đến trực tiếp mình đi mua. Thì tôi lang thang thì vô tình tôi phát hiện ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh ha, có một cái điểm bán lan rất là nhiều luôn các bạn, mà giá nó rất là ok. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ những cái lan tôi mới mua gì được hôm qua, chia sẻ giá cho nó, để các bạn nào mà thích đó, thì các bạn cứ đến đó mà sưu tầm về chơi ha. Thì tôi mua lan ở cái đường Thành Thái đó các bạn, cái đường Thành Thái quận 10 á. Thì nếu mà các bạn mà ở cái hướng mà khu vực của quận 12 á, thì các bạn vô đường Lý Thường Kiệt rồi quẹo qua Bắc Hải rồi lách qua đầu đường của Thành Thái, đường Thành Thái nối dài á, nối dài qua Bắc Hải là các bạn sẽ gặp hàng chỗ đó họ bán rất là nhiều luôn. Thì cái lan ở đó thì cũng có người bảo là gốc tích nó từ Campuchia. Tôi thấy lan bự mà xanh, chắc có lẽ Campuchia về. Thì chơi lan rừng mà có người thì họ bảo chơi rằng rừng Ninh Thuận đó tốt hơn, có người bảo chơi hàng Campuchia nó to, nó khỏe, về nó dễ sống hơn. Tuy nhiên thì ai nói gì nói thì các bạn cứ cảm thấy mình thích hợp với cái dòng nào, thích hợp với cái loại nào thì mình cứ chơi, với cái điều kiện mình đi mua được cái đó gần gũi thì mình chơi thôi. Tôi thấy là mình nên chọn những cái giống lan cũng cùng một chủng loại, mà các bạn chọn những cây mập khỏe thì cái tỷ lệ sống nó rất là cao. Và đồng thời quan trọng nhất là các bạn phải chọn mua lan theo vùng miền. Thí dụ như là các bạn ở miền Nam, thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn mua lan, nên mua lan ở cái vùng miền Trung, cái vùng Ninh Thuận hay là cái vùng Campuchia, thì do cái khí hậu nó gần giống như ở cái khu vực miền Trung lan thì cái lan nó phát triển tốt hơn. Còn nếu mà các bạn mua lan ở cái vùng phía Bắc, cái vùng Cao Bằng, Lạng Sơn, các bạn đem về, tôi đã mua rồi, tôi đóng tiền phí rồi, mua về các bạn trồng không, lan họ rất đẹp nha, nhưng mà nó là một cái vùng lạnh, khi mà nó phải khí hậu phải là lạnh thật là lạnh, bắt đầu ấm dần dần lên, bắt đầu nó kích thích là cây lan nó mới nở. Còn nếu mà các bạn đem vô miền Nam thì mình không có được cái yếu tố mà làm lạnh cho cây lan, thì cây lan nó không có cái sự chuyển hóa giữa cái thời tiết thì cây lan nó rất là khó nở, hoặc là nó không bao giờ nó nở các bạn ha. Thành ra khi mà các bạn chơi lan rừng thì các bạn nên mua lan, mình ở khu vực miền Nam thì các bạn nên mua lan ở khu vực miền Nam thì các bạn chăm nó sẽ được dễ dàng hơn. Tuy nhiên các bạn nào muốn chinh phục cái sự và cái sự khó tính của các nàng sư nữ phía Bắc thì các bạn cứ thử trải nghiệm, các bạn cứ mua thử, cũng mua chơi trồng thôi, nó vẫn sống bình thường. Nhưng mà mình ép bông thì hơi khó, thử coi mình trải nghiệm cũng được ha các bạn. Rồi cái đường Thành Thái ha, cái đường Thành Thái các bạn nhắc là các bạn đi vòng đó, họ bán rất là nhiều cây kiểng. Đường Thành Thái là cái đường mới, cái đường cuối đường mà nối với Bắc Hải nha, rất là nhiều luôn. Và đồng thời các bạn có thể mua những cái cây bonsai mini, bonsai nhỏ cũng rất là nhiều loại luôn. Thì tôi đi mua, đây là cái bó này nè các bạn, đây là cái bó này, là cái cây này họ gọi cây là cây là trinh bạch, là cây trinh bạch, để tôi mở cho bạn xem. Cây trinh bạch này thì họ bán ký, một ký như vậy là nó là 200 ngàn. Tôi mua mà tôi mua được 4 cụm đây, 4 cụm thì mỗi một 4 cụm vậy thì mua hình như là 4 cụm này tôi mua hình như là nửa ký đó các bạn, 100 ngàn. Dưới 100 ngàn thì các bạn có thể là mình sang ra hai chậu rất là ok, thì nó đâu có đắt lắm các bạn. Để giờ tôi mở ra cho các bạn xem. Chiều hôm qua về tôi cũng sửa soạn lại, tại mình mua sáng hôm qua, chiều về tôi cũng sửa soạn lại, tôi cũng vô chậu cho một mớ này. Cái cây trinh bạch này ha, nhắc lại các bạn ha, cây trinh bạch là bông nó màu trắng, nó rất là đẹp luôn, mà đồng thời nó đang nhú cái mầm hoa đây nè các bạn. Đây, nếu mà các bạn trồng thì nó sẽ bói cái bông để các bạn xem được mặt bông ha, mình sẽ tin tưởng hơn. Tuy nhiên những cái cây nó mới thì bông nó ra được là may lắm rồi, nó cũng không có được lớn đẹp như những cây mà chúng ta thuần qua một năm ha. Cây này bụi trinh bạch 200 ngàn một ký, một khóm này là nửa ký.
Rồi tôi tiếp tục là tôi mua cái một mớ cái cây là kim điệp xuân. Kim điệp xuân này các bạn ghép vô vô lũa, các bạn ghép vô bản hoặc là các bạn trồng vô chậu, các bạn chơi thì nó rất là ok luôn. Cái bông nó màu vàng nó rất là đẹp các bạn ha. Đây là các bạn nè, các bạn thấy không, rất là khỏe nè ha. Mình là khi mình mua trực tiếp á, tôi thấy cái giá bán trực tiếp tại cái khu vực đường Thành Thái quận 10 á, thì so với cái giá mà được chào bán ở trên mạng mỗi ngày, tôi thường cập nhật tôi xem mỗi ngày, tôi thấy là giá bán nó hầu như là nó ngang nhau các bạn. Thậm chí là có những cái dòng cây nó còn rẻ hơn nữa. Nhưng mà cho dù nó bằng nhau thì mình khi mà bắt các bạn chịu khó, các bạn đến trực tiếp thì các bạn sẽ lựa được. Họ cho mình lựa thoải mái, cho lựa thoải mái các bạn thấy không, cho lựa thoải mái luôn. 200.000 một ký mình có thể tự do mình lựa nè, mình lựa những cái nhánh mà những cái khóm mà nó có nhiều cái cây tơ thì sau này nó sẽ có nhiều bông hơn. Bởi vì những cái giả hạnh nó già nè, nó già nó đã ra bông rồi thì nó sẽ không ra bông nữa đó. Như vậy các bạn thấy không, tôi chọn những cái cây nè, rất là nhiều cây tơ nè ha, cũng có 200.000 một ký thôi các bạn. Rồi tôi mua tiếp là cái cây báu hỷ. Đây, cây báu hỷ này thì mở giả hạnh nó lên như thế này, nó lên nó rụng lá rồi nó sẽ mọc một chùm bông. Đây, bông thì nó cũng không dài lắm đâu, cái bông nó khoảng chừng một tấc đổ lại thôi. Chùm bông của nó màu tím mà tím sáng á, nó rất là ok. Là cây này các bạn thấy không, đang sung nè, đang ra cây con nè. Là các bạn thấy tôi mua thì họ có hai cục cái cục lớn này 50.000, cục nhỏ này có 20.000, thì hai bản này thì mình mua chỉ có 70.000 thôi các bạn. Đây là cây báu hỷ ha. Báu hỷ thì dưới cái cây này về các bạn có thể là mình khoan cái chỗ này, mình đóng cái khoan, mình đóng cái móc vô, mình treo toàn ten như thế này cũng được. Hoặc là các bạn không thích thì các bạn cứ đặt nó vô trong một cái vỏ lan, các bạn gá nó vô trong vỏ lan, nó cũng rất là đáng yêu ha. Đó, giống như khúc giò ha. Là các bạn thấy không? Mình đặt vô vỏ lan, mình gái vô vỏ lan nè, cho nó nằm như vậy cũng được. Còn không thích các bạn treo lủng lẳng, nhưng mà các bạn nên để vô trong vỏ thì nó hay hơn. Để trong vỏ thì mình sẽ chèn thêm một số giá thể như là cái vỏ thông, hay là cái vấn đề là cái than, để cho tăng độ ẩm cho cây thì cây sẽ phát triển tốt hơn. Hoặc là mình có cái không gian để mình gác vô, kê vô mấy cái chậu phân dê, mấy cái bịch phân dê. Đó các bạn ha. Chỉ có 70.000 thôi các bạn. Báu hỷ nè, báu hỷ là hai cục 70.000. Và cái cây giá trị cao nhất mà tôi đi săn tìm đây, cái đây là cái cây cái kiều đây các bạn, thủy tiên. Đây là cây kiều vuông, các bạn thấy không? Kiều vuông này thì họ vẫn bán là họ bán khóm nha. Ý xin lỗi, họ vẫn bán ký, một ký là 400.000. Tuy nhiên là tôi đi chợ thì ít khi nào tôi ngã giá lắm, nhiều lúc tôi ngã giá là mang tính chất là chọc ghẹo cho vui thôi, chứ thật ra là ít khi nào tôi ngã giá đó các bạn. Tại vì thông thường là tôi vô mua là tôi sẽ điểm mặt trước, tôi bảo là tôi biết giá đó nha, chứ bán thì bán đúng giá cho tôi không, chứ bán mà bán giá trên trời là tôi không trả giá, tôi bỏ tôi đi à. Thành ra khi mà cái người bán hàng đó thì họ biết mình biết giá thì họ cũng đưa ra một cái giá rất là ok. Chứ bởi vì mình nói thẳng mà, nói mà cứ nhiều lúc có bán giá trên trời, tôi nói trước tôi biết giá đó, nói mà cao giá là tôi không trả giá, tôi bỏ tôi đi. Chứ đừng có nói là sáng sớm vô là mua hàng không chịu trả giá một tiếng bỏ đi, làm cho mấy bán xui xẻo và đốt cho trái chuỗi lông. Thì tùy với bà thôi, mình nói trước thì người ta không có ép người nhìn được, người ta không có nói gì được mình. Thì dưới cái cặp này sáng sớm tôi vô hôm qua mình đi nhà ăn sáng, xong mình đến đó cái tầm khoảng 9 giờ thì chắc có lẽ mình là những đợt khách đầu tiên thì cũng khá đông người đến chọn lựa. Thì cô chủ cũng rất là thoải mái, thì cô bán là một ký là 400.000, nhưng mà tuy nhiên mà khi căn ký thì người ta cũng thể là dễ giảm, ví dụ như là họ bán cho mình 6,5 lạng thì họ tính mình 6 lạng, hoặc là một ký mốt họ tính mình ký, về đại khái như vậy thì họ cũng có sự gia giảm. Thì vấn đề mua bán thì cái vấn đề mặc cả là cái văn hóa của Việt Nam mình nó mang tính chất thì vui là chính các bạn ha. Bởi vì bây giờ mà buôn bán thì họ cũng biết giá cao quá không ai mua hết trơn á, lừa người nước ngoài người ta không biết, chứ người Việt Nam mình biết hết trơn. Và các bạn thấy không, khi mà cây kiều vuông này tôi mua họ bán 400.000, thành ra lụm chung luôn dưới cái kiều vuông,
dưới cái kiều mở gà, các bạn thấy cái thân thủ rất là đẹp không các bạn ha? Nè, rất là ok, rất là đẹp luôn. À, hai cái nhánh này được 6,5 lạng thì cô đó cô bớt còn 6 lạng, còn 6 lạng hai cái nhánh này. Hai cái nhánh này như là 240 thì vị chi là mỗi một khóm như vậy là nó có 120. Nếu 120 ở trong một cái khóm này thì các bạn bán thì cũng bằng giá trên mạng online của họ, nhưng mà mình được cái mình lựa chọn và đồng thời mình hàng xúc dẻo thích chơi bụp cái đem gì liền. Nhiều lúc mình đi mua trên online, các bạn thường thường đã tâm lý chúng ta không mua thôi, mua sốt ruột, mua lúc nào cũng chờ họ đến, và chưa kể cái thời gian nhiều lúc mấy ông giao hàng, ông điện thoại mình bận đi công việc, cái hẹn tới hẹn lui nó cũng khá là phiền phức. Thì giữa cái cây kiều vuông với cái cây là kiều mở gà, nó khá giống nhau, nhưng mà kiều vuông là cái thân của nó, các bạn thấy không, cái thân nó rất là vuông luôn nè, cái giả hành của nó rõ nét vuông hơn. Tuy nhiên thì cái mỡ gà thì nó cũng vuông, nhưng mà nó không vuông sắc cạnh bằng cái kiều vuông. Nhưng mà cô đó phân biệt thì tôi theo dõi tôi thấy là chỉ cần rờ vô cái lá, các bạn rờ vô cái lá là cái kiều vuông, cái lá nó gần giống như cái kiều mỡ gà, nhưng mà kiều vuông cái lá nó mỏng hơn, nó mềm hơn. Còn cái kiều mỡ gà thì cái lá nó cứng hơn. Thì kiều này nó cũng có một tên gọi khác là hoa thủy tiên. Thì cái dòng này nó có rất là nhiều màu, nó màu tím nè, màu trắng nè, màu... À, màu màu vàng nè, còn tím thì có tím đậm nè, tím nhạt nè. Nó phân bố là từ ở miền Bắc vô tới trong Nam. Thì cái miền Bắc thì cái vùng lạnh thì cây nó to nó đẹp hơn, trong miền Nam chắc có lẽ là kiều này kiều Campuchia. Hôm qua tôi quên hỏi, chắc có lẽ tôi nghĩ là kiều Campuchia. Bên Campuchia nó, bởi vì rừng Campuchia ít có người khai thác đó các bạn, ít người khai thác, thành ra cây của họ rất là lớn, thì họ chỉ khai thác những cây lớn thôi. Còn các bạn vô, các bạn thấy là khi mà giao bán ở những cái vùng Lan, ở cái vùng Ninh Thuận, Bình Thuận đó, là do mình khai thác nhiều quá, thành ra những cây lớn nó hiếm hàng dần dần, và nó còn những cây nhỏ thôi. Chứ thật ra những cái cây mặt hàng nè, ở khu vực này tôi nghĩ là họ đi Campuchia về, tại vì ở gần cửa biên giới nè, họ đi họ về nhiều, Tây Ninh nè, ở Đức Hòa Long An là gần biên giới. Là các bạn thấy không, đó, mình mua được cái cây chinh bạch này, mình rất ưng ý. Cây chinh bạch thì cây này với cây nó có một cái dòng cây nó cũng rất là giống, nó kêu bằng nhất điểm hồng. Nhưng mà nhất điểm hồng thì người ta bảo dưới cái cuốn lá, dưới phiến lá đây là nó hơi có cái diện đen, nó hơi sậm đen chút xíu, cây nó không phải. Khi mà mua về ha, lăn rừng, các bạn mua về quên khử trùng ha, các bạn tỉa rễ. Các bạn tỉa rễ cho nó gọn lại như thế này nè, cắt rễ chỗ lỗi hết, chỗ gọn. Trời ơi, cái này một mà nó cắt không đứt thì trời, kéo mày lên. Kéo lục. Cái này hồi mới mua bán nó xài riết, bây giờ nó cùn mẹ rồi. Các bạn cứ tỉa gọn lại ha, tỉa gọn rễ là chịu lỗi thôi đó, tỉa gọn lại để chúng ta kích thích cái sự tăng trưởng của cái cây á. Các bạn cắt gọn lại rồi. Tôi thấy treo mấy cái bảng tên này các bạn, bảng tên nhiều lúc quên đó các bạn, già rồi lú lẫn ưa quên đó, thành ra mình treo cái bảng tên lên để khi mình nhìn để mình nhớ, nói thời gian sau thì nó mới nhớ. Nhiều lúc nó đang nói chuyện với các bạn đó, tôi cũng thường bị quên đó. Nói chung là mình rất ưng ý với mình mua cái lô hàng này. Lô hàng hôm qua đi dọn về cũng chưa hết từ xanh mà các bạn, cũng chưa hết từ xanh, chỉ tiêu là đi giờ nào hết từ xanh thôi. Hôm qua cũng còn dư chút đỉnh về ăn sáng. Khóm này này hôm qua mình đáng lý mình mua 6, chết mẹ mày, đừng gãy, nó nằm đây thôi, nằm tạm đây đi. Hôm qua phải mình mua thành 6 khóm.
qua phải mua thành 6 khóm. 6 khóm thì mình chơi được 2 chậu thì nó đều hơn. Còn cái này nếu mà chơi thành 2 chậu thì mỗi một chậu 2 khóm cũng được. Chậu 2 khóm cũng được. Nhưng mà chậu cái khóm này nó nhỏ quá. Chậu 2 khóm ha. Nếu mà một chậu 4 khóm, chậu 4 khóm thì mình kết vô cái chậu lớn. Kết vô cái chậu lớn 4 khóm được. Rồi. Dưới cái dòng cây kim điệp xuân này thì các bạn cũng phải thỉa gọn cái rễ nó ha. Kim điệp xuân này thỉa gọn cái rễ nè. Xong các bạn ghép vô. Tôi nói đi mua đó mê lắm các bạn. Các bạn không thích thì thôi, thích thì các bạn thỉa bớt rễ ha. À, các bạn thấy không? Nè, cây nó rất là nhiều cái tơ rồi ha. Còn nhiều cái tơ lắm. Cái bụi kim điệp xuân này nó rất là sung, hàng này chắc chắn là hàng Campuchia. Với hàng Việt Nam nó ít có cây lớn lắm. Kim điệp xuân được. Kim điệp xuân này có thể mình làm được 2 chậu. Một chút là phải đi mua chậu nữa thôi. Khi mà các bạn đã tỉa rễ cho nó xong thì các bạn phun thuốc diệt khuẩn ha. Cái cây lan nó sống khỏe coi vậy nhưng mà nó dễ bị nhiễm khuẩn lắm các bạn. Nếu mà các bạn mà cắt cái thứ nhất cái kéo của mình á, mình không có phun cồn á, diệt khuẩn á thì nó dễ bị thối nhũng lắm. Thành ra khi mà cắt á thì các bạn nên phun thuốc diệt khuẩn. Phun thuốc diệt khuẩn cho cái kéo. Ê, các bạn thấy không, nó nhũng rồi, cho nên nhũng rồi. Các bạn thấy nó nhũng không? Nó dập cái là nó nhũng à, các bạn nè, nó dập nó nhũng. Tôi phải kiểm tra lại cái nào dập cái nào nó nhũng. Có cái cây kiều nè, ok, nguyên buổi chiều hôm qua lọ mỏ, buổi chiều hôm qua vô chậu chậm à, cái giá này không có chậu nhưng chậu này của tôi mua riêng à. Rồi bây giờ nó như vậy thì tôi sẽ phun cồn vô trong cái này. Tại vì mình đã hồi nãy là mình đã cắt nó rồi, nó sẽ bị tổn thương cái rễ nó. Cái vườn lan tôi đang quy hoạch lại đó các bạn à, để hôm nào mà cây lan, để cho cái lan mình mà nó phát triển tốt rồi á, phát triển tốt rồi tôi cũng sẽ cho cái vườn lan phát sóng, mời các bạn tham quan cái khu vườn nhỏ nhỏ. Cái vườn phía sau cũng nhỏ hơn trước, phía sau nó chỉ có 16 mét vuông thôi. Mà tôi tận dụng để tôi làm cái vườn lan đó, tôi trồng lan, bởi vì cây lan của mình chơi đó, nó không có mất nhiều cái diện tích cũng như là những cái dòng cây khác. Rồi hôm qua thì có một anh bạn cũng nói tôi là ông trồng sao mà cái cây bonsai mini của ông tốt quá. Tôi cũng đi săn lùng, tôi mua mới cây bonsai mini về tôi chơi, nhưng mà tôi trồng nó chết hoài. Ông không bảo là mình chia sẻ với cổng là cái bí quyết, không có bí quyết gì hết trơn các bạn. Tôi trồng cái rất là bình thường à, quan trọng là cái nguồn gốc của cây. Các bạn sẵn dịp nó cây lan thì nói về cây bonsai mini luôn, bởi vì nếu mà các bạn mà đến đó các bạn không thích cây lan thì các bạn có thể là mua cây lan mini hoặc cây bonsai mini, hoặc là những cây bonsai tầm trung rất là nhiều, nó còn tập trung và bán rất là nhiều à, xong rồi các bạn chọn. Bởi vì đa phần là cây bonsai mini của nhà tôi là tôi tự sản xuất, tôi tự ươm trồng lấy từ lúc từ cái cọng rễ. Các bạn mà chơi tùy theo giống cây ha, nhưng mà thông thường các bạn nên chiết xuất từ một cọng rễ, hoặc là các bạn chọn những cái co nào mà nó phù hợp, các bạn chiết rồi các bạn ươm vô, thì cái đó là cách trồng mình. Thì do các bạn trồng từ nhỏ hay tôi trồng từ nhỏ, tôi biết được đặc tính của cây, tôi theo dõi được cái cây đó, thành ra tôi chăm sóc cái cây hồng nhưng nó không bao giờ nó chết, chỉ trường hợp mà nó thiếu nước thôi. Thiếu nước nó mới chết thôi chứ không bao giờ nó chết. Còn các bạn mua ở bên ngoài á, thì tâm lý mà các bạn mới biết chơi cây thì các bạn rất là cưng cây. Cưng cây thì cưng cây làm sao? Các bạn bỏ phân, tưới nước nhiều quá nó úng gốc nó cũng chết. Mà các bạn bỏ phân nhiều, các bạn biết cây bonsai mini nó có trồng cây có chút xíu như vậy nè. Nó nhỏ xíu, trồng vô cái chậu nó nhỏ hơn cái chén ăn cơm của mình nữa, hoặc bằng cái chén ăn cơm. Thì các bạn phân á, các bạn bỏ vô nhiều quá là nó chết liền, nó quá liều nó chết. Các bạn cho nó ăn vừa phải thôi. Tốt nhất là các bạn chơi phân nước á, các bạn phân nước thì người ta pha theo cái liều lượng thì người ta đã chia sẻ trên vỏ bao bì. Thì các bạn pha cái phân nước, các bạn tưới nó dư phân thì nó chảy ra ngoài.
Còn nhất là những cái dòng phân đó, có nhiều bạn mới biết chơi, các bạn khoái cái dòng phân NPK, nó vừa rẻ, nó vừa tiện lợi. Thì các bạn phân NPK hả, nếu mà các bạn bỏ gì chừng 3-4 viên trong cái chậu nhỏ này thôi, các bạn lấy cái muỗng cà phê các bạn tắt vô một cái mười mấy viên thì các bạn tưới nó chết liền đó. Hoặc là các bạn nghĩ là cái phân hữu cơ là một cái phân rất là lành, nó không bị hư cây, thì các bạn thay vì cái cây đó các bạn chỉ cần cái viên nén phân hữu cơ của Hà Lan á, thì cây nhỏ như thế, cái chậu nó chừng cái bằng cái chén cơm, thì nó chừng 10 viên là đủ rồi. Các bạn chơi một muỗng canh vô luôn 30-40 viên thì nó dư phân, nó sẽ bị chết cây, là như vậy thôi ha. Thì tôi sẽ chia sẻ trong số trường hợp mà cây bonsai mini mà cái lỗi thường gặp, để cho các bạn mà trồng cây nó chết thì các bạn thử xem lại coi, xem lại cách chăm của mình có phù hợp không. Thì thuốc kéo này ta bày kéo khác rẻ mà, một cây tôi thấy họ bán khoảng chừng 100, là các bạn bỏ ra 100k là các bạn có được một cây nó bé bé xinh xinh rất là dễ thương, về mình dưỡng từ từ. Còn cây lớn thì cây thì gốc nó bự thì giá trị nó cao hơn. Cũng giống như lan, cái gì các bạn chơi lan, các bạn chơi phải rất là bình tĩnh, rất là nhẹ nhàng. Chủ yếu là lan thì các bạn chỉ cần chủ yếu là tưới nước là chính, còn thỉnh thoảng thì mà cho phân tăng chậm, nếu phân tăng chậm các bạn bỏ nhiều đó cũng ngưỡng của tỏi. Các bạn tốt nhất là bạn cho phân dê, hoặc là khoảng chừng 10 ngày, 20 ngày các bạn cho nó một liều B1, B12 hay kích rễ gì nhẹ nhẹ thôi. Cái liều lượng lan nó ăn rất là nhẹ, nhất là cái dòng lan rừng này. Nó không có cần, nó sống ở rừng rú nó quen rồi, nó không có cần những cái phân thuốc. Thành ra các bạn mà bỏ phân nhiều nó đột ngột, nó bị sốc phân, nó sẽ bị chết. Thành ra các bạn nuôi nó, các bạn dưỡng nó từ từ ha. Rồi ok, đến đây tôi cũng đã phải nói lời chia tay với các bạn thôi. rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem cái clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấp like ủng hộ tinh thần người làm clip. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh các bạn để nhận được những video mới nhất. Bye bye, hẹn ngày tái nạp.